Thần cây. Big Boy và Tommy đang chơi đá bóng ở công viên. Big Boy và Tommy mải mê đuổi theo chú cào cào, khiến cho cỏ cây trong công viên bị giẫm nát hết cả. Nhìn tấm biển kia, không được hái táo ở đây đâu, Big Boy. Big Boy và Tommy hái trộm táo trong công viên và còn làm cành lá rụng rời hết cả. Làm như vậy thật là hư đó. Có chuyện gì thế này? Hỏi các bạn cây xem sao. Đây là nước hoa linh hồn. Hãy dạy cho các cậu ấy một bài học. Làm gì có gì, đi thôi. Đây là thần cây. Vì các cậu phá hoại cây xanh nên mới bị thần cây phạt. Không không, tha lỗi cho tớ. Thần cây hãy cho các cậu ấy chuộc lỗi nhé. Được thôi. Nhờ bảo bối thần kỳ của Phong, Luca đã dạy cho Big Boy và Tommy một bài học về giữ gìn và chăm sóc cây xanh. Cây xanh luôn là người bạn tuyệt vời của chúng ta, phải không các bạn nhỏ? Cây hoa bắt ruồi. Wow, đó là cây hoa bắt ruồi đó các em ạ. Trông thật thú vị phải không? Elsa rất yêu quý cây hoa này và cây hoa cũng vậy. Kìa, Luca, để cho bạn cây ngủ nào. Em muốn làm gì vậy? Một người bạn mới thật là tuyệt. Jack lạc ở nông trại. Các bạn nhỏ của chúng ta đang chơi trốn tìm ở nông trại của ông bà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh đi tìm đây.
đây. Trách mặc một bộ đồ vịt con nên bị vịt mẹ nhận nhầm là con của mình. Thật đáng yêu quá. Thấy rồi nhé. Cùng tìm rách nào. Rách. Rách. Rách đi lạc nữa rồi. Em Jack theo đàn vịt tới hồ nước. Ôi, cẩn thận đó Jack. Em không nên xuống nước đâu. Jack! Jack! Trong lúc Luca và Elsa đang lo lắng tìm Jack, thì Jack lại gặp được thêm một người bạn mới. Hạt dẻ rơi xuống khiến Jack giật mình tỉnh dậy. Chào này. Em Jack giúp bạn sóc mang thật nhiều hạt dẻ về. Nhưng hàng sóc quá nhỏ nên Jack chẳng thể chui vào. Bò, vịt và sóc đều tranh nhau muốn chơi với Jack. Bé Jack của chúng ta thật đáng yêu, phải không nào các bạn nhỏ? Robot bò tót. Các cháu đừng chơi gần chuồng bò tót nhé, nguy hiểm đấy. Dạ vâng ông ạ. Luca và Elsa nghe lời ông, tránh xa chuồng của chú bò tót và chạy đi chơi thả diều. Nhưng vô tình con diều lại bị đứt dây và bay vướng vào chuồng bò. Dừng lại, anh Luca. Bò tót kìa. Nhưng con diều. Luca dùng một cành cây để cố với lấy con diều. Cẩn thận đó các bạn. Ôi không, Luca đã vô tình mở cánh cửa chuồng, khiến bò tót chạy thoát ra ngoài và đuổi theo hai bạn. Luca hóa thân thành Hulk, còn Elsa biến thành Iron Man, cùng nhau chống lại bò tót. Ôi, bò tót đã biến thành robot bò tót. Cẩn thận đó, các siêu anh hùng nhí. Một tấm vải đỏ để lừa robot bò tót chạy vòng quanh. Thật thông minh đó, Elsa. Đừng anh Luca, lại gần nguy hiểm lắm. Mình phải nhờ ông lấy giúp.
các cháu. Chào bác Alien. Cảm ơn bác đã trông giúp con bò tót nhé. Xe kem sáng tạo. Xin chào. Có bạn nhỏ nào thích kem không nhỉ? Chào bác. Hôm nay Elsa và Luca sẽ bán kem cho mọi người. Cảm ơn bác. Đến đây nào. Kem đi, kem đi. Chào nhé. Bán hàng mới của các bạn đẹp quá. Đi nào. Các em đã biết chia sẻ với bạn bè. Cảm ơn cậu. Giỏi lắm hai bạn. Luca trở thành ninja rùa. Vô cùng hào hứng hóa trang thành ninja rùa thật ngầu. Để anh. Được thôi. Không, mau giúp Mimi đi ninja rùa Luca. Đã vô tình bắt được một tên trộm ví tiền. Dừng lại. Cảm ơn nhé. Bộ đồ phù thủy. Chiếc trò
loại phù thủy. Bộ đồ phù thủy ư? Nó có gì đặc biệt không nhỉ? Chơi với bộ đồ phù thủy và cây đũa thần kỳ. Tuyệt vời, mình là phù thủy toàn năng. Bạn đang tìm gì thế, Phone? Cậu đang tìm gì thế, Phone? Bộ đồ phù thủy của tớ. Tớ không nhớ để đâu mất rồi. Ôi không, Luca! Bạn đã quên hỏi Phone trước khi mang những món đồ phù thủy đi khoe khoang khắp nơi rồi. Luca! Đó là đồ của Phone. Anh không nên lấy như thế. Luca chính là người đã lấy đồ của cậu. Nếu cậu ấy sử dụng quá nhiều phép thuật thì sẽ nguy hiểm lắm. Hãy dạy cho anh ấy một bài học. Giúp tớ với Phone. Mặt tớ bị làm sao thế này? Đó là bởi vì cậu đã sử dụng quá nhiều phép thuật. Muốn trở lại bình thường thì cậu phải làm thật nhiều việc tốt. Phù thủy nhỏ Luca ngoan ngoãn đi làm thật nhiều việc nha, để có thể mau chóng trở lại bình thường. Nó vẫn như vậy. Cậu phải đợi một chút. Tớ xin lỗi. Đừng lấy đồ của người khác mà chưa xin phép nhé. Cẩn thận với những món đồ lạ. Và đừng bao giờ tự lấy đồ của người khác nhé, các bạn nhỏ. Công chúa Lọ Lem. Ngày xưa, có cô bé chăm chỉ tên là Elsa. Tạm biệt. Dừng lại. Elsa buồn khổ vì không có váy đẹp đi dự tiệc. Elsa. Cảm ơn bà. Chào bà. Chào cháu. Nhờ phép màu của bà tiên, Elsa súng xính váy đẹp lên đường tới bữa tiệc ở lâu đài của hoàng tử Luca. Mm-hmm.
một vở kịch thú vị, phải không nào các bạn nhỏ? Các bạn nhớ like và bấm đăng ký để chúng mình có thêm nhiều động lực sản xuất những video trong thời gian tới nhé!